Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của BYN TV 57.3. Hôm nay là Chủ nhật cuối tuần, ngày 6 tháng 5 năm 2012. Hương Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ và bình an. Sau đây là những tin tức mới nhất chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Quan sát viên Liên Hiệp Quốc làm việc tại thị trấn Duma, tin từ Damascus. Quan sát viên Liên Hợp Quốc đang viếng thăm thị trấn Duma. Sau khi đi qua nhiều trạm kiểm soát, quan sát viên hỏi chuyện quân nhân xem những chiếc xe tăng tại 3 địa điểm khác nhau trong thị trấn. Trên một con đường khác, quan sát viên hỏi chuyện người dân trong một ngôi chợ đang đông đúc người mua sắm. Một quân nhân Syria đã tiếp chuyện với đại tá Ahmad Hizmichi, là người đã cầm đầu toán quan sát viên tiền phòng tới Syria. Người quân nhân này nói rằng, ban ngày tình hình rất tốt, các nhóm vũ trang thường tấn công vào ban đêm. Thị trấn Duma nằm gần thủ đô Damascus là nơi các quan sát viên quốc tế thường viếng thăm. Theo chương trình hòa bình của ông đặc sứ Kofi Annan, chính phủ Syria phải chấp nhận quan sát viên Liên Hiệp Quốc quan sát đình chiến cho ký giả quốc tế đến Syria ghi nhận tin tức và để cho các cơ quan thiện nguyện giúp đỡ cho nạn nhân. Hiện đang có khoảng 50 quan sát viên quốc tế ở Syria, nhưng bạo động vẫn còn tiếp tục. Tướng Robert Mood, chỉ huy phái bộ quan sát Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNSMIS, đã nói rằng cả lực lượng chính phủ và quân đứng dậy đều vi phạm hiệp ước ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4. Trong ngày hôm qua, phái bộ cho biết từ ngày 12 tháng 4 đến nay đã có 34 trẻ em chết vì bạo động. Công nhân thành phố dọn dẹp vùng Abbasiya sau một ngày bạo động, tin từ Cairo. Công nhân đang dọn dẹp mảnh vụn trên đường phố trong quận Abbasiya sau một ngày bạo động làm một quân nhân tử thương và 373 người biểu tình bị thương. Chính quyền đã bắt giữ 170 người có liên hệ trong vụ bạo động. Dân chúng quận Abbasiya đã phản đối hành vi bạo động của người biểu tình. Một người dân địa phương tức giận nói khi một quân nhân đang thi hành nhiệm vụ tại sao lại tấn công anh ta. Ngày hôm qua, họ đã ném đá vào quân nhân. Quân đội đã tự chế, dùng loa phát thanh kêu gọi, dùng xe vòi rồng để giải tán, dùng những hình thức không gây thiệt hại tính mạng. Những người biểu tình đã tấn công quân đội. Quân đội phải làm cách nào? Chẳng lẽ ngồi chờ cho người biểu tình phá sập Bộ Quốc phòng? Đa số người biểu tình trước Bộ Quốc phòng trong ngày hôm qua là thành phần Hồi giáo cực đoan Salafi, tức giận vì người lãnh đạo của họ bị bác bỏ tư cách ra ứng cử tổng thống vì mẫu thân mang quốc tịch Hoa Kỳ. Một người dân khác nói, ông ta không hiểu vì sao họ biểu tình trước Bộ Quốc phòng, không chấp nhận ông Hazem Abu Ismail ra tranh cử là quyết định của Ủy ban bầu cử. Họ đi biểu tình hoàn toàn không vì quyền lợi quốc gia. Họ muốn đóng cửa các trường đại học, đóng cửa những con đường dân chúng đang đi lại. Bạo động ngày hôm qua là cuộc bạo động lần thứ nhì trước Bộ Quốc phòng. Cuộc bạo động trong ngày 2 tháng 5 đã làm 11 người chết. Cuộc bầu cử tổng thống vòng đầu chọn người thay thế tổng thống Hosni Mubarak sẽ được tổ chức vào ngày 23 và 24 tháng này. Những người biểu tình trong ngày hôm qua nói rằng quân đội đang tìm cách thao túng cuộc bầu cử. Quân đội đã tuyên bố sẽ giữ đúng thời khóa biểu chuyển quyền, sẽ trao quyền cho tổng thống đắc cử vào ngày 1 tháng 7 hay sớm hơn. Hai ứng cử viên hàng đầu là ông Abdo Monim Abo Futu đang được những người có chủ trương tự do và phong trào Hồi giáo Salafi ủng hộ, và ông A Musa là cựu ngoại trưởng và nguyên tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập. Thủ tướng David Cameron chúc mừng đô trưởng Boris Johnson, tin từ London. Thủ tướng Anh David Cameron đã gặp đô trưởng Boris Johnson vừa được tái đắc cử tại tòa đô chính, nói rằng đều là người thuộc đảng bảo thủ, họ sẽ cùng làm việc chặt chẽ vì quyền lợi của thủ đô. Ông Boris Johnson đã tái đắc cử trong lúc đảng bảo thủ đã bị thất bại trên toàn quốc. Ông Johnson còn giữ được chức đô trưởng London là tin mừng duy nhất của Thủ tướng David Cameron. Tuy nhiên, ông Johnson cũng đã thắng cử ứng cử viên Ken Livingstone của đảng Lao động với số phiếu xích soát. Chiến thắng tạo cho ông Johnson có cơ hội trở thành người lãnh đạo trong tương lai của đảng bảo thủ. Làm đô trưởng từ năm 2008, ông Johnson đã điều hành một thành phố bận rộn nhất thế giới với ngân sách mỗi năm khoảng 15 tỷ bảng, tương đương với 24 tỷ Mỹ Kim. Khởi đầu sự nghiệp từ một nhà bình luận lên làm chủ bút, dân biểu và đô trưởng, ông Johnson đã vạch trần nhiều vụ tham nhũng, làm nhiều nhà chính trị mất hết sự nghiệp. Năm nay, 47 tuổi, là bạn học cùng thời với thủ tướng
Cameron tại trường đại học Eton dành riêng cho giới quý tộc Anh. Johnson cũng từng học với Cameron tại trường đại học Oxford và đồng là hội viên câu lạc bộ Burlington. Tuy nhiên, hai người có nhiều sự khác biệt, trong khi lý lịch thuộc giới uy quyền của ông Cameron đã làm cho ông ta không tiếp cận được với cử tri bình thường, thì ông Johnson là người đã làm cho cử tri bình thường thấy rằng ông ta là một nhà quý tộc đáng mến. Tổng thống Morales ngừng thi hành sắc luật 1126, tin từ Labatt, để hòa giải trước tình trạng hàng ngàn bác sĩ trên toàn quốc tổ chức đình công. Tổng thống Evo Morales đã cho ngưng thi hành sắc luật 1126, buộc bác sĩ trên toàn quốc phải làm việc thêm 2 giờ mỗi ngày. Tổng thống Morales tuyên bố ngưng thi hành đạo luật và sẽ kêu gọi tổ chức một cuộc họp của ngành y tế quốc gia trong một cuộc họp báo. Quyết định đã được đưa ra sau nhiều tuần lễ, nhân viên và sinh viên ngành y tế liên tiếp biểu tình và khoảng 4.000 bác sĩ tuyên bố sẽ tuyệt thực. Bác sĩ và sinh viên y khoa đã gia tăng áp lực liên tục biểu tình, phong tỏa xa lộ và xô xát hàng ngày với cảnh sát. Tổng thống Evo Morales nói rằng đa số dân chúng Bolivia đang sống trong tình trạng nghèo nàn, thiếu chăm sóc y tế, nên bác sĩ cần phải làm việc nhiều hơn. Bác sĩ Luis Dutchin nói rằng tổng thống tuyên bố ngưng thi hành có nghĩa là sẽ thi hành lại trong tương lai, cho nên bác sĩ, sinh viên, giáo sư cần phải đề cao cảnh giác. Người biểu tình đã tập trung đông đảo trước Bộ Y tế, mặc áo trắng, mang khẩu trang. Người biểu tình đã ném đá cảnh sát, đốt lửa trên đường cho tới khi cảnh sát dùng hơi cay để giải tán. Trong những ngày vừa qua, cảnh sát thường xuyên xô xát với bác sĩ và sinh viên y khoa biểu tình. Vào tuần tới, tài xế, công nhân, nghiệp đoàn, giáo viên và nhân viên ngành y tế sẽ cùng xuống đường để đòi chính phủ tăng lương. Dân chúng Hồng Kông ủng hộ việc nhà bất đồng chính kiến Trần Quang Thành xin sang Hoa Kỳ tị nạn. Tin từ Hồng Kông, an ninh được thắt chặt tại một bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh trong ngày hôm nay, nơi được cho là nhà bất đồng chính kiến mù Trần Quang Thành đang lại đó. Trong khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton rời khỏi đất nước này sau các cuộc hội đàm cấp cao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, phóng viên báo chí đứng gần cổng bệnh viện cho biết họ không nhìn thấy bất cứ chiếc xe nào của Tòa đại sứ Hoa Kỳ trong khu vực này. Chính phủ Trung Cộng hôm qua nói rằng ông Trần có thể nộp đơn xin sang Hoa Kỳ du học là một hành động được bà Clinton khen ngợi và cho rằng điều này có thể chấm dứt sự bế tắc về ngoại giao giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền đã cẩn thận trọng đưa ra một lưu ý, nói rằng có thể Bắc Kinh sẽ chậm chạp cấp giấy phép cho ông Trần ra đi, vì e ngại điều này trở thành tiền lệ và từ đó khuyến khích phe đối lập tiếp tục chống đối trước việc bàn giao quyền lực sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Dân chúng Hồng Kông hoan nghênh thông báo của chính phủ Trung Cộng, cho biết họ hết lòng ủng hộ việc ông Trần được bay sang Hoa Kỳ để lánh nạn. Một người tên Patrice Tissan nói rằng ông cảm thấy rất vui sướng khi nghe tin này vì từ những gì mà ông đọc được trên báo chí, ông biết ông Trần đã phải chịu đựng đau đớn rất nhiều. Đây là cơ hội để ông có cuộc sống mới ở Hoa Kỳ. Nhưng một người có tên là Iver Uyion lại có những ý kiến lẫn lộn. Bà nói rằng cá nhân bà cũng hy vọng ông Trần có thể được đưa sang Hoa Kỳ theo đúng nguyện vọng của ông. Tuy nhiên, đứng ở góc độ một người dân Hoa Lục, đây là công việc nội bộ của nước nhà và phải cầu cứu đến một nước khác là điều không có gì đáng tự hào. Nhưng có thể đây là một trường hợp đặc biệt xảy ra tại Trung Cộng và bà hy vọng ông Trần được tự do và được trị bệnh tốt. Công ty Costa Cruise khánh thành chiếc tàu du lịch sang trọng mới, tin từ Venice. Sau 4 tháng thảm họa của chiếc tàu du lịch Costa Concordia, hôm qua, công ty tàu du lịch Costa Cruise khánh thành một chiếc tàu du lịch sang trọng mới. Thả neo ở Venice, trong một buổi sáng nắng vàng rực rỡ, chiếc Costa Fasci Sonosa đứng chứng tỏ là chiếc tàu sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng sang trọng. Chiếc tàu trọng tải 114.500 tấn, có 3.800 giường, trị giá 510 triệu euro, được đóng tại xưởng tàu Magira của công ty đóng tàu Ficantieri với khoảng 3.000 công nhân của xưởng và 7.000 công nhân của khoảng 500 công ty cung cấp vật liệu. Chiếc Costa Fascinosa sẽ là chiếc tàu du lịch lớn nhất mang quốc tịch Ý. Mang quốc kỳ Ý sẽ khởi hành ở Venice vào ngày mai để đi Slovenia, Trieste và Croatia. Sau chuyến đi này, chiếc Fasionasa sẽ khởi hành từ Venice đi Hy Lạp, Do Thái và Thổ Nhĩ Kỳ.
chiếc Costa Concordia từng được coi là một thành phố nổi với những tiệm ăn, sòng bài, hí viện, trung tâm thể dục thẩm mỹ đã bị đục đá ngầm khi đi gần bờ biển đảo Giglio trong ngày 13 tháng Giêng và bị lật chìm một nửa xuống nước vài giờ sau đó. Chiếc tàu khi bị nạn chở theo 4.200 hành khách và thủy thủ đoàn, làm 30 người chết và 2 người mất tích. Đám cháy bùng lên ở trung tâm cai nghiện ma túy tại Peru giết chết 14 người, tin từ Josis. Cảnh sát cho biết có 14 người bị thiệt mạng hôm qua khi một đám cháy bùng lên ở một trung tâm khai cai nghiện ma túy nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Lima. Và đây là đám cháy thứ hai có nhiều người chết như vậy vào năm nay. Các nhà chức trách nói hầu hết những người đều bị nhốt trong phòng và không thể chạy thoát được, tình huống tương tự như trong vụ cháy vào tháng Giêng vừa qua, cũng tại một trung tâm cai nghiện ma túy làm thiệt mạng 27 người. Phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa thành phố Chosit nói rằng, tại hiện trường có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân đã tìm cách chạy ra khỏi nơi bị cháy nhưng không được. Tướng Aldo Miranda là giám đốc Sở Cảnh sát Quốc gia nói rằng đám cháy bùng lên vào lúc 3 giờ rưỡi phút sáng nay, tính theo giờ địa phương. Họ chưa rõ nguyên nhân nào gây ra vụ cháy có tổn thất mạng người nhiều đến như vậy. Mọi chuyện vẫn còn nằm trong vòng điều tra. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần tin buổi sáng của BYN TV 57.3. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài quảng cáo.